Xin chào các bạn, mình là Mèo nè. Ok, hôm nay mình là công chúa Mèo nha mọi người ơi. Và ngày hôm nay mình sẽ là ngày đầu tiên nhập học trường học của công chúa đó. Ơi, bây giờ thì mình đang dắt cái con lừa này. Tí lẹ lên coi. Đúng là đồ lừa mà. Lẹ lên tới trễ giờ nhập học bây giờ. Mình sẽ hả được nhập học vào một cái lâu đài á hả, siêu siêu bự luôn. Ba mẹ mình nói vậy đó. Bây giờ hả mình sắp tới lâu đài đó rồi. Ô, nó ở đằng kia kìa. Hey, tới nơi rồi. Ủa khoan đã, hình như có gì đó sai á. Mọi người có thấy vậy không? Trường học hoàng tử. Ủa sao kỳ, mình là công chúa mà. Trời ơi. Ủa, từ đã, mình phải đi vô trong để xem coi sao đây. Ê, nhảy đi. Hả? Nhảy đi. Ôi, vui quá đi à. Ôi, đằng kia có những hoàng tử kìa. Ê, chào bạn nha. Hôm nay mình cũng tới nhập học nè mấy bạn ơi. Ủa, cái gì, tại sao có công chúa đây vậy? Đây là trường học cho hoàng tử mà. Ủa, đúng rồi đó, tự nhiên cái trường học cho hoàng tử mà đâu ra công chúa vô đây vậy? Ủa, tôi không biết, ba mẹ tôi đưa cho tôi đi đến đúng cái địa chỉ này mà. Xong rồi nói là phải nhập học ở đây cho bằng được. Ủa, nhưng mà tự nhiên lại là trường học của hoàng tử là sao? Để đi ra coi lại coi. Ơi đúng rồi nè, ở đây nó để là trường học hoàng tử, cũng hoàng tử không ở đây. Ê, nhưng mà bây giờ mình lỡ tới đây rồi mà mình không nhập học thì không được. Mấy bạn hoàng tử ơi, tôi có thể học ở đây không vậy? Trời ơi, tự nhiên trường người ta con trai không à, mà bây giờ bà là con gái, tự nhiên vô đây học không có được. Trời ơi, ở đây ông có chơi với công chúa, nhìn thấy cái bẫy này không? Hả? Không chơi với công chúa? Ủa gì kỳ vậy trời, công chúa có tội tình gì đâu. Bây giờ mình đâu có thể về được đâu. Đi từ nhà tới đây xa lắm mà. Cách với hả nguyên mấy cái ngọn đồi lận vương quốc của mình cũng đâu có gần đâu. Bây giờ phải bằng mọi cách nhập học được. Không được. Tôi phải đi vô trong. Đi vào biết không biết. Đứng lại. Ôi trời ơi, đâu ra cái bà công chúa ở đây đây. Đây là trường học nam sinh của hoàng tử mà. Mau bắt cái bà này lại đi. Bà ta là con gái mà sao cho vô đây được. Trường này là trường con trai, bắt lại đi. Trời ơi, cái gì mà quá trời vậy trời. Trời ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Trời, tức quá. Mọi người bình tĩnh. Hả? Cái gì vậy? Mọi người ơi, đức vua và hoàng hậu của trường học này có một lời muốn nói. Mọi người đi vô đây đi. Ui, đức vua và hoàng hậu của trường học này muốn gặp kìa. Ê, có khi nào mình gặp hai người đó, mình sẽ xin hai người đó cho mình được học ở đây. Đi vô thôi. Được, gặp đức vua với hoàng hậu kêu đuổi con nhỏ ra mới được. Đúng rồi đó. Trời đất ơi, kỳ cục vậy trời. Hay à, mình đi vô thôi. Đây chính là đức vua và hoàng hậu của trường học hoàng tử sao? Thưa đức vua với hoàng hậu, xin hãy đuổi vị công chúa này ra khỏi trường học và hoàng tử ra đi ạ. Hả? Sao lại có cả công chúa ở đây vậy? Công chúa, cô là ai? Thưa đức vua, con là công chúa của vùng đất Slam. Nhưng mà hả, vua cha và hoàng hậu của con nói là hãy tới đây nhập học ạ. Sao? Là công chúa của vương quốc Slam sao? Vậy thì đó là bạn thân của ta. Nếu vậy thì họ kêu con tới đây học là đúng rồi. Nhưng mà thưa hoàng hậu, trường học của chúng ta là trường học hoàng tử mà, sao cho con gái vào được? Ta biết, nhưng mà đây là con của bạn thân của ta. Bây giờ họ gửi gắm cho ta, không lẽ ta từ chối? Hoàng thượng, người có thể giúp ta việc này không? Thôi thì mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi. Nếu như vị công chúa này có thể ở lại đây 3 ngày và hoàn thành được hết các bài học của các nam sinh là hoàng tử thì cô có thể ở đây học. Sao cơ? Ở lại đây 3 ngày, trong 3 ngày đó phải hoàn thành hết các bài học của hoàng tử hả? Trời ơi, mà bài học của hoàng tử là gì ta? Thôi nhưng mà bây giờ được nhận học là may rồi. Đội ơn điện hạ, đội ơn hoàng hậu. Vậy là cuối cùng mình được học ở đây rồi sao? Nhưng mà toàn con trai câu à. Phải làm sao đây? Công chúa làm sao học được mấy bài của hoàng tử chứ? Chắc chắn sẽ cũng sẽ bị đuổi về thôi. Trời ơi, cái gì vậy? Chưa gì mà khinh thường người ta rồi. Mặc dù tôi là công chúa, nhưng mà hả, tôi vẫn có thể làm được tất cả những thứ mà mấy hoàng tử có thể làm nha. Hãy đợi đó. Còn bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị để nhập học thôi. Hi cha. Hi ya. Mình đã mặc đồ giống như một hoàng tử rồi nè. He he, mặc dù mình là công chúa nhưng mà hả, học ở trường học hoàng tử cũng nên mặc đồ cho nó phù hợp với mọi người chứ. Hello Huy, đây là hoàng tử Huy Đúc mọi người ơi. Trong những cái bạn học hoàng tử thì đây là bạn học mà sáng giờ chưa thấy bắt nạt mình á. Ông chúa Mèo mặc bộ đồ này trông có vẻ hợp ở đây đó.
Nếu mà bạn mặc đồ này hả thì hoàng tử Hachi với sầu riêng không nói gì bạn được nữa đâu. Trời ơi, mấy cái người đó hả, chỉ mong là tôi bị đuổi khỏi trường này thôi. Bây giờ gần hết một ngày rồi, chỉ còn có khoảng hơn 2 ngày nữa rồi. Tôi phải hả học được những cái kiến thức mà mấy hoàng tử phải học á. Hy vọng là tôi có thể vượt qua được những cái thử thách của hoàng tử nè. Yên tâm đi, tôi nghĩ bạn sẽ làm được. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ đi ăn thôi nào. Tới giờ ăn trưa rồi, phòng ăn ở đâu vậy? Thôi ăn thôi, hè hè. Hôm nay mình sẽ ăn bánh nè, bánh ngọt. Trời ơi, có mật ong siêu ngon luôn nha. Trời ơi, chỉ có mấy đứa con gái thích ăn đồ ngọt thôi. Con trai là phải ăn thịt cho mau lớn. Trời ơi, cái gì vậy? Tới ăn đồ ăn mà cũng phân biệt sao trời ơi? Người ta ăn đồ ngọt có hả, có thể giúp cho thông minh hơn nè, suy nghĩ được nhiều hơn nè. Chứ hả, ăn thịt không á cũng đâu có tốt đâu. Trời ơi, thôi đi, cái đồ con gái bánh bèo tối ngày cứ ăn đồ ngọt hoài mọc mụn chết luôn á nha. Trời ơi, cái gì mà chù ẻo dữ vậy trời ơi, người ta ăn đồ ngọt thôi mà. Nhưng mà đồ ngọt ngon lắm nha mấy bạn ơi. Ơi ơi, kể mấy người tôi ăn cho bỏ ghế nào. Ngon, trời ơi, ngon muốn chết luôn vậy á. Đúng là mấy cái người hoàng tử này hả, coi thường công chúa thiệt chứ. Công chúa thì sao, ăn đồ ngọt thì sao? Công chúa à, con đừng để ý quá đến mấy vị hoàng tử kia nha. Cứ vui vẻ ăn những gì con muốn thôi. Dạ, con cảm ơn hoàng hậu. Đúng vậy đó, bạn cứ ăn những gì bạn muốn thôi. Ừ, cảm ơn mọi người. Thì vẫn có người ủng hộ mình mà. Hai cái tên kia, đây là hoàng tử vương quốc cấu đỏ nè, đây là Hachi, còn đây là hoàng tử vương quốc cái cây gì là sâu riêng đó mọi người. Hai cái người này kỳ cục ghê. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ thắng hai người này trong thử thách hoàng tử thôi. Để xem sao. Thôi nào mọi người, hãy ăn uống nhanh chóng rồi ngủ nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ có những cuộc kiểm tra cho những bài học của hoàng tử đó. Dạ vâng thưa đức vua. Ngày mai là kiểm tra rồi. Hồi hộp á, không biết là sẽ được học và kiểm tra những gì nhỉ? Được rồi, tụi con đã ăn xong rồi thưa đức vua với hoàng hậu. Bây giờ tụi con sẽ đi tập luyện đây. Đúng vậy, ngày mai là tập cưỡi ngựa đúng không? Đức thưa đức vua và hoàng hậu, giờ thì đi luyện tập thế nào? Ôi đi ơi. Trời ơi, họ đi tập không thèm rủ mình theo luôn. Thôi vậy thì mình đi đọc sách một tí rồi mình đi ngủ thôi. Bạn hoàng tử Huy Đức không đi theo họ hả? Mình thấy bạn không đi nên là mình ở lại chơi với bạn. Được rồi, vậy hai tụi mình đi đọc sách thôi. Trời ơi, có hả hoàng tử Huy Đức ở đây đỡ quá mọi người, đỡ cô đơn á. Thôi đi thôi. Wow, trời ơi, đúng là trường học của hoàng tử xịn thiệt cái chứ. Coi cái thư viện kìa mọi người ơi. Sách không là sách, nó rộng siêu rộng luôn, mấy tầng lầu lận luôn đó nè. Trời ơi, thiệt là to. Chỗ này đọc sách không biết tới chừng nào mới xong luôn á. Rồi giờ mình đi đọc sách nha, bạn cứ đi đọc đi. Ok. Mình cũng phải đi kiếm sách để đọc thôi. Học thêm nhiều cái để có thể vượt qua bài kiểm tra nè. Trời ơi, sách quá trời sách luôn. Đã quá, ha ha. Trời ơi, trong này còn có thêm một cái phòng đọc sách nữa. Siêu bự luôn. Ôi ơi, bây giờ đọc sao cho hết đây. Đọc ở đâu đây ta? Cái gì đây? Nhỏ trong chỗ kìa, thì ra cô ở đây à? Mấy người đi tập gì, mấy người đâu có rủ đâu tôi đâu, thì tôi đi đọc sách. Trời ơi, hoàng tử là phải mạnh mẽ. Ngày hôm nay tự nhiên đi đọc sách thì ngày mai thi thì sao? Nhưng mà tôi đâu có biết cái hả? Tập mấy cái giống như của mọi người đâu. Rồi hả, mọi người đi, mọi người cũng đâu có rủ tôi đâu. Vậy thì chắc chắn mai cũng sẽ bị đuổi à. Mọi người ơi, mau đi ra ngoài luyện tập tên nào. Đúng rồi, đi thôi. Đó, mọi người coi kìa, thấy ghét chưa? Cứ toàn không có rủ mình xong rồi hả, cứ đi vô chọc tức mình á. Mấy người này kỳ ghê. Nhưng mà cứ nhất định là hoàng tử thì phải mạnh mẽ hả ta. Hoàng tử không có thể thông minh mà. Trời ơi, nhưng mà mình cũng lo ghê, không biết là ngày mai sẽ thi như kiểu như thế nào nữa. Lỡ đâu mà mình không có thể đánh lại mấy người đó, kiểu thi bằng sức lực á thì gọi sao ta. Cứ đợi ngày mai vậy. Cuối cùng cũng học xong rồi, bây giờ trời cũng đã tối. Trời ơi, tối thui luôn rồi, đọc sách mãi mê cái quên mất tiêu luôn. Bây giờ mình sẽ đi ngủ thôi, đi về thôi nào. Phòng ngủ của mình ở đâu ta? Tiếng ở đâu vậy trời? Phải có ai đang ăn mừng cái gì thì phải? Cái phòng này có vẻ vui vậy. Để mình vô mình coi thử coi. Trời ơi, mấy ông hoàng tử ông đang vui vẻ trong kìa. Không biết mình vô được không ta? Yeah, vui quá đi. Nhỏ công chúa kia thì quá vui luôn nè. Đúng rồi. Cái gì mà không đụng mặt mình là vui. Trời ơi, con tính vô vui chơi với mấy người đó. Ai dè
mấy người đó không thích mình như vậy. Trời ơi, sao mà buồn quá vậy trời. Công chúa thì có gì sai chứ. Ê Hai Chi ơi, ông không thấy là mình làm vậy với các bạn công chúa đó cũng hơi quá à. Cái gì, tôi có làm gì bạn đó đâu. Tại tôi thấy bạn đó không có phù hợp với ở đây mà. Ủa, đúng rồi, công chúa thì là công chúa chứ tự nhiên vô học trường hoàng tử làm cái gì. Mà đi học rồi mà cũng có làm được giống mấy cái của tụi mình đâu. Đúng rồi đó, mấy cái mà con trai làm được thì con gái có làm được đâu. Rồi, cũng bị đuổi thôi, chơi chung làm vậy. À, cũng có lý. Trời ơi, thì ra là mấy người đó nghĩ như vậy hả? Hay về tới phòng của mình rồi. Ôi ơi, cũng ok đó chứ. Nhưng mà hả, mình buồn quá à mọi người ơi. Hey, trời ơi, tự nhiên làm công chúa hả, tôi mà bị mọi người kêu như vậy cũng buồn chứ bộ. Nếu mấy bạn là công chúa như mình, mấy bạn có buồn không? Để lại bình luận cho mình biết nha. Nhưng mà mình chắc chắn sẽ chứng minh cho họ thấy là những cái mà hoàng tử làm được thì công chúa cũng làm được. Để ngày mai rồi sẽ xem, còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Wow, đã là sáng hôm sau rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến với buổi học và cũng như là buổi kiểm tra đầu tiên. Buổi học đầu tiên đó chính là học cưỡi ngựa. Bất cứ hoàng tử nào cũng phải biết cưỡi ngựa. Nào các hoàng tử và công chúa mèo, các con hãy lựa chọn con ngựa cho chính mình và thu phục nó đi. Wow, học cưỡi ngựa sao? Được. Vậy thì hả, đây cũng là lần đầu tiên mình cưỡi ngựa. Mình sẽ thu phục thử con ngựa này. Ia, ngựa. Con ngựa này của tôi. Ủa, trời ơi, đi thôi. Con ngựa này của mình rồi. Trời, mình vừa mới ngắm nó luôn á. Thôi, ở đằng kia có một con ngựa nữa kìa. Thì để mình lại chỗ nó thôi. Thôi vậy, ngựa ơi, lại đây với tao, he he. Ủa, biểu rồi, làm gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa, tôi thấy con ngựa này trước mà, trả đây. Trời ơi, ngựa chỗ rồi, đi ngựa rồi. Trời ơi, đây, giờ còn có một mình con lừa này luôn trống mà. Thì không lẽ mình cũng phải cưỡi lừa hay sao? Nhưng mà cưỡi lừa làm sao nhanh bằng ngựa được? Má ơi, trời ơi, ai cũng có ngựa hết trơn rồi kìa. Trời ơi, cuối cùng là mình phải chơi với con lừa của chính mình luôn á. Thôi nè lừa ơi, tới đây. Cưỡi con lừa này được cái là mình quen thuộc cho nên chắc là không sao đâu. Ê da, trời ơi, sao mà mày mới để đây có một ngày à? Bây giờ mày cưỡi kỳ vậy? Trời ơi. Trời ơi, nhìn bà công chúa cưỡi con lừa kìa, kém sang quá đi à. Đúng là công chúa chỉ có thể cưỡi được lừa thôi chứ làm sao cưỡi được những con ngựa như tụi mình. Thật là kém sang quá đi. Đúng vậy, bỏ cuộc đi. Trời ơi, bỏ cuộc cái gì chứ, người ta đi học mà làm gì, mà làm gì đi chơi bỏ cuộc. Không được, mình phải cố gắng mới được. Lừa ơi, mày sẽ giúp tao chứ. Được rồi, các con bây giờ thì hãy thử cưỡi ngựa đi. Bài kiểm tra của ngày hôm nay đó chính là các con hả không được cưỡi ngựa về chót. Ai cưỡi ngựa về chót thì sẽ bị âm điểm đó. Ôi, được rồi, thì bài thi đó chính là cưỡi ngựa về kinh thành đó. Cái thành của mình đằng kia, cái lâu đài đó mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ cưỡi ngựa về đó. À, còn mình thì cưỡi lừa. Ai mà về đó bé thì sẽ bị âm điểm. Thì hy vọng người đó không phải là mình. Chuẩn bị về bé đi công chúa. Con lừa đó làm sao mà cưỡi qua được đám ngựa chứ, đi thôi. Ôi ơi, họ đi rồi kìa. Ôi ơi, đi theo thôi nào. Ê, ngựa, lừa. Ê, sao mày không chạy vậy? Ê, lên coi. Trời ơi, ôi, họ chạy quá thì xa luôn rồi kìa. Ừ, làm sao mà dí theo đây, chơi về bé mất. Lừa ơi, làm ơn, tao đang nỉ mày bình thường mày ngoan lắm mà. Chạy đi. Ê, đi có tí xíu là dừng, đi tí xíu là dừng. Thì làm sao mà về? Trời ơi, cuối cùng cũng thấy cái lâu đài rồi nè. Trời ơi, đi một ngày trời tối hù luôn rồi đó mọi người. Sao mọc đầy luôn rồi mình mới về được tới nơi. Cái con lừa này hả, phải có cái cây cà rốt rồi mình lụm ven đường á, mình mới có thể dụ được nó đi về á. Trời ơi, chứ không là nó cứ cà giật. Ai, về tới lâu đài rồi. Ôi trời ơi, mọi người đã ở đây hết trơn rồi. Vậy là mình về bé rồi trời. Ha ha, thấy chưa, công chúa bánh bèo chỉ làm được tới đó thôi à. Tức thiệt chứ, nhưng mà mình đã thua rồi. Bây giờ biết nói gì được nữa bây giờ. À, vậy là đã có kết quả rồi. Chúc mừng mọi người đã về thành công. Vậy là công chúa hả đã về bé rồi. Công chúa, người hãy cẩn thận đó nha. Chỉ còn có một ngày mai để con có thể chứng minh cho bọn ta thấy là con có thể học được ở đây thôi đó. Dạ thưa đức vua, trời ơi còn có ngày mai thôi. Ngày đầu tiên là thi cũng về thể lực rồi mà còn xui không có ngựa nữa. Chán thiệt chứ.
Thôi ngày mai cố lên vậy. Dạ, ngày mai thua cũng bị đuổi thôi, đừng có mơ mộng nhiều. Trời ơi, bị khinh thường rồi. Thôi cố lên Mèo ơi, làm được mà. Mọi người ơi, mọi người hãy like cho mình nha. Like cho video này, bấm like và bấm đăng ký để mình có thể vượt qua được vòng thi ngày mai nè. Thì mình muốn đi học ơi, cố lên. Yeah, vào ăn mừng điểm số ngày hôm nay thôi. Cái đám này dám lấy loại cửa của ta ra làm bài thi sao? Ta phải dạy chúng một bài học mới được. Ơi, còn cái cần câu cà rốt của con lừa nè, sao tụi nó chạy lại mình vậy? Ơi, mấy con ngựa này, hôm nay hả, tao kiếm tụi bay nó cả ngày, xong rồi tụi bay tàn đi theo mấy hoàng tử không? Bây giờ hả thì buông cho tao. À, có khi nào là tụi nó mê cà rốt không ta? Mấy con lừa nó mê cà rốt thì mấy con ngựa nó cũng mê hả? Ê nè, ăn cà rốt đi. Nè, cho tụi bay đó. Rồi, ăn đi. Phải chi mà sáng nay tụi bay cũng ngoan với tao giống như vậy thì tao được mừng rồi. Ơi, tội nghiệp tụi bay ghê. Chắc nguyên ngày hôm nay tụi bay phải để mấy cái ông hoàng tử đó cưỡi về tới đây hả? Chắc cũng mệt rồi ha. Mà mấy người đó không cho tụi bay ăn hay gì mà tụi bay đói dữ vậy. Có một củ cà rốt rồi. Để tao đi vô trong bếp tao lấy thêm cà rốt cho tụi bay rồi tao đi ngủ nha. Mấy cái ông hoàng tử đó chỉ biết cưỡi ngựa thôi, không có ai cho tụi nó ăn hết, cho nên tụi nó đói quá trời rồi. Đi lấy đồ ăn cho tụi nó thôi. Thôi được rồi, bài kiểm tra của ngày hôm nay đó chính là bài kiểm tra thiện xạ. Các con hãy dùng cung để bắn vào những cái bia ở đằng trước. Ai mà bắn được nhiều nhất, người đó sẽ là giỏi nhất lớp. Ai mà ít điểm nhất thì người đó sẽ bị điểm âm nữa nha. Trời ơi, hôm nay lại là một bài thi về hả chiến đấu nữa. Đúng là mấy cái bài học của hoàng tử toàn là về thể lực, không có cái nào về kiến thức hết vậy trời. Nhưng mà hả, mình sẽ cố gắng có thể đạt điểm cao mà không để bị điểm âm nữa. Thôi nào, tập trung. Bây giờ chỉ cần bắn vô mấy cái bia này thôi đúng không? Để mình coi. Trời ơi, hụt rồi. Tôi bắn kìa, dở quá đi à. Trời ơi, lại bị mấy người này chọc quê nữa rồi. Tôi lần đầu bắn cung mà. Ông bắn hay lắm hay sao mà hả nói tôi. Chứ gì nữa, xem đây. Ây cha. Ủa, ghê vậy trời. Trời ơi. Ghê quá. Có khi hả, Hai Chi sẽ là cái người đứng nhất lớp cái này luôn á. Mình phải cố gắng mới được. Hay đó Hai Chi à. Vậy thì Mèo với Hai Chi hãy đấu với nhau đi. Trời ơi, cái gì? Mình đã hả không biết bắn rồi còn kêu bắn với cái người bắn giỏi nữa. Trời, làm sao mà thi đây? Được thôi, vậy để tôi tiễn công chúa về nước của mình nha. Trời ơi, lão quá thôi. Mình sẽ cố gắng nè. Ít nhất thì cũng phải hòa điểm mới được. Chúng kia. Hay á. Không được rồi, mình phải bắn thiệt nhiều thôi. Đừng ngọng quá mặt người tôi. Mình cũng phải lo bắn thôi. Trời ơi, trời ơi, hụt rồi trời ơi. Cố lên. Bắn nè. Ôi. Thôi trời ơi, còn có một cái thôi. Ôi, cũng chiều tối rồi, ráng lên. Hên quá, cái cuối cùng mình lấy được. Có vẻ ghê đó, tôi tưởng coi sao không bắn được cái nào chứ. Trời ơi, tôi đã cố gắng lắm rồi á. Kết quả hy vọng là hả ổn rồi Đức Vua ơi. Wow, thật tuyệt vời. Công chúa Mèo vậy á mà bắn lại ngang ngửa với lại Hai Chi đó. Ta nghĩ rằng hai người sẽ cần phải đấu thêm một ván nữa để phân biệt định xem là ai là người hả có thể vượt qua bài thi này. Ôi trời ơi, tại sao bây giờ nó lại thành cái hả vòng đấu của mình với lại hoàng tử Hai Chi rồi. Cái người đó hả, cái gì cũng mạnh hết, làm sao mà mình đấu lại đi trời. Tôi đồng ý, tôi Đức Vô, chúng ta mau đi tới vòng đấu cuối đi. Trời ơi, tự nhiên từ bài thi thành bài đấu luôn rồi. Ôi trời, cũng tối thui rồi. Thôi mà dịch đành phải chấp nhận đi lẹ thôi, chứ Đức Vua nói làm sao cãi lời được. Vậy thì chúng ta hãy đến với sàn đấu đi nào. Rồi, đến với cái vòng đấu cuối cùng này thì mọi người hãy cổ vũ cho Mèo và Hai Chi đi nào. Hoàng tử Hai Chi và công chúa Mèo sẽ đấu trực tiếp với nhau để xem ai là người mạnh hơn. Công chúa Mèo, nếu cô thắng được Hai Chi thì chứng tỏ cô là người mạnh và có thể chứng minh được. Công chúa cũng có thể học được trường của hoàng tử. Dạ vâng. Ơi trời ơi, nhưng mà hả? Điều này có phải là quá khó đi không? Hai Chi là một người đứng đầu về mấy cái thể lực như thế này, bây giờ mà kêu mình đấu với Hai Chi làm sao mình đấu lại trời? Thần đã chuẩn bị rồi, đấu thôi nào Đức Vua ơi. Trời ơi, hắn đã chuẩn bị luôn rồi kìa. Bây giờ phải làm sao ta? Bây giờ mọi người hãy lấy vũ khí ta để ở trong rương đi. Những cái vũ khí đó là dành cho các hoàng tử có thể đấu với nhau trực tiếp đó. Có áo giáp và hả kiếm đầy đủ.
Trời ơi, con áo giáp kiếm vàng giống như là hả Đức Vua nói nè. Được rồi, mình sẽ trang bị nó lên hết. Chắc là mình sẽ mạnh lắm đây. He he, bước lên sân đấu thôi. Ui, ôi ơi. Ôi ơi. Ủa, sao đã? Tại sao giáp của mình là giáp vàng mà giáp của Hai Chi lại là giáp kim cương? Ha ha, tại đã lén mang những bộ giáp kim cương này bên mình. Giờ chuẩn bị tour đi công chúa à. Ôi trời ơi, như vậy là ăn gian rồi. Nhưng mà hả, hắn đã mạnh rồi, hắn còn ăn gian nữa, làm sao mình thắng đây? Ê, chết nè. Không thể giết được nó đâu. Trừ khi trời sáng, nhưng mà tao sợ rằng đợi tới khi trời sáng thì tất cả mọi người sẽ bị nó giết mất. À, cái gì trời ơi, con này là không thể giết được nó sao? Nếu mà không giết được nó cứ quýnh mình như vậy thế nào giáp cũng tan tành hết. Khoan đã, từ từ đã. Nếu mà nó cũng là ngựa thì dù là ngựa zombie nhưng mà nó cũng là ngựa đúng không? Mà mình theo kiến thức của mình được thu nạp là ngựa rồi, và lừa nó rất là thích ăn cà rốt. Bây giờ mình có thể dùng cà rốt lừa dụ được nó không ta? Phải liệu thôi. Ta đòi làm ta cần ăn các người dám lấy loại của chúng ta ra phục vụ các người, nhưng các người không cho chúng ta ăn. Không biết là thành công ngồi dùm bây thế này. Vậy chạy ra. Đói thì ăn cái này nè. Hên quá, cái cà rốt hôm qua mình lấy cho cái tụi ngựa ở trong hoàng trong cung vẫn còn. Ê, ăn đi. Đi đây nè, cà rốt rất là nhiều luôn. Ăn đi và biến mất đi con quỷ ơi. Hình như nó có hiệu nghiệm kìa. Trời ơi. Mọi người ơi, nó không còn đánh mình nữa mà nó lo nó ăn kìa. Thật sự là mèo đã làm được con ngựa dừng lại rồi kìa mọi người ơi. Ui, nó dừng lại rồi. Trời sáng rồi, bình minh rồi. Zombie thì không thể nào mà sống buổi sáng được hết á. Ôi, nó chạy được kìa. Trời ơi, hồi mình đã dụ cho nó cầm chân, nó không có hại mọi người quá. Nó chết luôn rồi. Trời ơi, yeah. Mọi người ơi, cuối cùng an toàn rồi. Giỏi lắm, công chúa mèo, không ngờ cô lại là người kiên cường nhất ở đây. Trời, công chúa bạn thì giỏi á. Tôi bữa giờ tôi lỡ khinh tường bạn, xin lỗi nha. Có gì hết, hên thôi. Tại vì nhờ các bạn mà tôi mới biết được là con ngựa nó thích ăn cà rốt và như vậy cho nên là tôi mới dụ được con này, tôi cũng thử thôi à. Mà ai về đâu thành công, he. Trời ơi, hên quá, mọi người đã an toàn đến buổi sáng. Và hôm nay cũng là kết thúc ngày 3 rồi, vậy thì cuối cùng thì con có được học ở đây không vậy Đức Vua ơi? Đương nhiên là được rồi, con không những được học ở đây mà con còn là học sinh ưu tú nhất nữa. Đúng vậy, giờ không ai nghi ngờ bạn nữa đâu. Trời ơi, vậy là mình được học ở trường này rồi. Đúng là nhờ có sự cố gắng mà cuối cùng mình cũng có thể thay đổi được suy nghĩ của mọi người về công chúa. Trời ơi, bánh bèo thì bánh bèo chứ, ra trận vẫn được mà đúng không các bạn? Và cũng nhờ các bạn like video cũng như là đăng ký kênh cho mình mà mình mới có thể dũng cảm như vậy đó. Cảm ơn các bạn nhiều nha.
Còn bây giờ thì hết video clip rồi. Nếu các bạn muốn xem thêm những video clip của mèo á thì hãy ấn vô màn hình ở ngay phía bên này nè. Còn á hả, bây giờ thì hãy like, share và subscribe nếu các bạn chưa làm nha. Bye bye mấy bạn nha. Bye bye.